bất cứ một dòng nào hay là bất cứ một cái bài nhạc nào đến từ miệng của Blackka thì em vẫn biểu diễn như là một siêu sao trong lòng anh vậy. Em có thể thấy là cái hình dáng cái người nghệ sĩ lúc trước của bạn không còn nữa, mà bây giờ bạn đang là một người nghệ sĩ mà rất là lãng tử luôn á. Bản thân mình cũng sẽ có những cái suy đoán ban đầu là BY cũng sẽ mang những cái ca từ và những cái gì đó lạ nhất của bạn lên đây, mà mình không nghĩ là nó nặng như thế này. Cái điều này làm Ramastic khá là lo lắng cho BY. Anh biết em cũng bỏ rất là nhiều công sức và em tập. Anh rất là quý em, nhưng lần này anh phải chia sẻ thật về những cái cảm xúc của anh. Đây chính xác là cái sự nguy hiểm anh luôn sợ khi mà mình cố push cái sự đột phá. Pepsi không calo, sảng khoái tột đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn, ngon. Ở vòng thi này chúng ta chắc chắn sẽ có rất là nhiều điều thú vị. Karik, em đang ngán ai nhất? Hỏi câu đó với em nó hơi khó. Nhiều khi không lẽ mình nói mình không ngán ai thì nghe nó kỳ đúng không? Ngán thì cũng còn ngán, nhưng mà nói chung là Ramastic ngồi ở vị trí này là hiện nay là rất là tự tin rồi. Ok, con Vin. Thật sự như vậy đó anh Thành, ở cái vòng này thì mọi người đều có cái khả năng gây bất ngờ rất là lớn, thì em cũng không biết được cái gì nó sẽ xảy ra hết. Dạ, thưa anh Thành, khi mà các bạn đã vào được tới cái vòng này rồi á thì bạn nào cũng có sở trường, sở đoản và đủ thứ sở hết, cho nên là đánh giá cao tất cả các bạn luôn anh Thành ơi. Theo hai vị giám khảo, cái cặp đấu nào hai bạn mong muốn họ đấu với nhau nhất? Anh Thành, mời Quy. Em muốn thấy anh LK đấu với Chester T. Xuất sắc. Dạ. Yeah. Xuất sắc. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Khi mà đưa được cái chủ đề này ra, nó rất là mang cái tinh thần của Wowy từ trước tới giờ. Nó là em liên tưởng tới một bài hát mà Wowy đã từng thể hiện trước đó là bài Hoa Hướng Dương. Hơi cá nhân một tí nhưng anh là một fan của âm nhạc của em. Cảm ơn anh Thành. Bất cứ một dòng nào hay là bất cứ một cái bài nhạc nào đến từ miệng của Blackka thì em vẫn biểu diễn như là một siêu sao trong lòng anh. Mỗi lần Blackka xuất hiện là bạn mang một cái character rất là rõ ràng lên sân khấu và nó không bị lệch. Quan trọng hơn hết là em vừa bị một cú lừa khi mà vào cái intro. Em có nghĩ là bạn sẽ hát với cái piano đó, nhưng mà thực sự là không phải là như vậy. Anh nghe cái flow của em nó giống như là cái cơn mưa đá vậy đó. Nó rất là chắc và mình nghe rõ từng cái tiếng lộp cộp của nó rất là giòn. Nhưng mà lần này anh cảm giác nó như một cơn mưa phùn. Nó rất là lạ lướt, good job. Và hơn nữa cái màn trình diễn và cái ngôn ngữ cơ thể của em ở cái màn trình diễn này cũng... Cái khả năng làm nhạc đa dạng, cái tư duy đa dạng và thích nghi với mọi hoàn cảnh của Blackka, đấy là một món quà mà Ramastic nghĩ là ngoài Blackka ra rất hiếm rapper nào sở hữu được những món quà như vậy. Bạn khiêm tốn lắm luôn á. Em có thể thấy là cái hình dáng cái người nghệ sĩ lúc trước của bạn không còn nữa, mà bây giờ bạn đang là một người nghệ sĩ mà rất là lãng tử luôn á. Rất là nhiều người sẽ muốn em cứ mãi rụt rè như vậy. Anh không muốn như vậy. Khi mà em đạt được cái mức độ tự tin nhất định, người ta sẽ không quen với việc đó, và có thể là người ta sẽ ghét cái việc đó của em. Sẽ rất nhiều người như vậy. Anh rất vui khi em thấy cái sự tự tin của em. Well done. Well done, Min. Well done. Flow của Son Seven bài này thực hiện rất là hay. Nó rất là tiết chế, nó rất là gọn gàng, sức sát thương rất là cao. Và cái điều này làm Ramastic khá là lo lắng cho BY. Bản thân mình cũng sẽ có những cái suy đoán ban đầu là BY cũng sẽ mang những cái ca từ và những cái gì đó lạ nhất của bạn lên đây, mà mình không nghĩ là nó nặng như thế này. Anh nghĩ với cái flow rất là tinh vi, rút ít cái số người nghe của mình lại vì cái tính đại chúng của nó thấp. Sau 3 vòng vừa rồi anh thấy cái goal của em vươn ra đại chúng, nó không phải là cái goal chính của em, mà nó chính là cái giá trị nghệ thuật. Vẫn phải dành một lời ghi nhận cho BY là em là một rapper có một phong cách rất là độc lập, không ai có. Em có nhiều cái mà người khác không có, và em đang làm được nhiều thứ mà người khác không làm được.
Thực sự thì đến ngày hôm nay em mới đúng là một Cozy mà tất cả mọi người mong đợi từ các vòng trước đến giờ. Đây cũng là lần đầu tiên mà anh thấy Cozy đóng tun, và thực sự em đóng tun rất là hiệu quả bởi vì em có thể chơi được những cái nốt rất là hay, có thể găm sâu vào não của mình ngay lập tức. Vin thấy thế nào? Anh biết em cũng bỏ rất là nhiều công sức và em tập. Anh rất là quý em, nhưng lần này anh phải chia sẻ thật về những cái cảm xúc của anh. Đây chính xác là cái sự nguy hiểm anh luôn sợ khi mà mình cố push cái sự đột phá. Bin có suy nghĩ đúng của Bin. Cho tới thời điểm này em rất là tự hào vì bạn đã bước ra khỏi cái vùng an toàn. Em lại nghiêng về phần Carrick hơn, mà thực sự là nó là thế giới. Ngay từ ban đầu anh đã muốn có em ở trong team của mình. Rất là cảm phục cách mà Carrick đã truyền tải cái đó đến với em. Nó sưởi ấm cái tinh thần của anh nên cảm ơn em rất là nhiều. Anh cảm ơn anh rất nhiều. Không, cái đó là phẩy hay chấm? Dạ em phẩy chấm, em chấm than thêm một cái. Thì sau đó em sẽ đưa thêm cái chấm hỏi. Anh khá bất ngờ với giọng hát của em đấy. Em hát được bài Cánh Hồng Phai chứ? Không sao, cứ giữ đấy trong lòng, đừng nói ra những điều anh không cần câu trả lời. Mời Bin. Ô, anh mời em hát hả? Em tôi... Không, anh mời em muốn nói thôi. Em đang định hát. Không cần hát của Bin à. Em cứ giữ nó trong lòng luôn của em. Em đang định hát. Có những điều hay giữ trong lòng. Không cần nói. Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa Thảo, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc. 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được, mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.